Xin chào tất cả quý khách đã quay trở lại với kênh YouTube Đồ Gỗ Hiền Lành. Quý khách hãy đăng ký kênh Đồ Gỗ Hiền Lành để không bỏ lỡ một cái video nào. Vâng, và đây là mẫu hoành phi lầu cuốn thư thì chúng tôi chưa đóng thang nghén. Quý khách vừa xem đó là chúng tôi đã đóng 3 thang nghén để đảm bảo độ công vinh cho tấm ván không bị mo lên mo xuống, đã được các cái thang nghén giữ phẳng ở phía sau. Đây là mẫu hoành phi bán chạy nhất của chúng tôi trong năm 2020, và sang năm 2021 chúng tôi sẽ sản xuất với số lượng nhiều hơn nữa. Đây là bộ bằng chất liệu gỗ gụ, chúng tôi đang sản xuất cả chất liệu gỗ hương và gỗ gõ đỏ. Quý khách có nhu cầu liên hệ trực tiếp về hotline 0986 88 3349 hoặc 0985 226 684. Chúng tôi là người La Xuyên, xã Yên Ninh, huyện Lý Yên, tỉnh Nam Định. Thank you.